Ông cháu lại cắt tóc cái gì nhỉ ông cháu nhá? Giới thiệu ông chú à, đây là bạn cháu Sơn Trổ, nó mới đi tù ở trại 3 sao về. Ông Sơn Trổ mới ở bạn trại 3 sao về à? Vâng. Bắt tội gì ông cháu? Nó bắt tội vì tội là tội gì? Ăn trộm mà ăn trộm người điều thú ạ. À, ăn trộm xe đạp à? Vâng, ăn trộm xe đạp, ngày đó siêu ăn trộm luôn. Ok, thế bây giờ nó cắt đầu gì, cắt cho nó đầu gì ông cháu? Cắt quả đầu môi cần chéo ấy, tối đó đi giải phố anh em cháu ạ. À, cắt quả môi cần chéo tối đi chạy phố à? Vâng. Vừa tù về vẫn không sợ tù tiếp à? Vâng, bọn cháu đi chơi ác luôn ạ. Vào việc luôn nên chiến tiếp ông cháu nhá. Rồi ngủ. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả đầu môi cần chéo đâu chú nhá? Ôi thôi chết rồi, ông cháu ơi, chú nhầm rồi. Mình cả chú bảo này, môi cần chéo chạy phố bây giờ nhá, công an hình sự soi nhiều, chú cắt cho mày quả layer này ấy, thì công an nó đỡ soi hơn, chú nói thật nhá. Được rồi. Ông có biết trước cái thằng cắt tóc cắt hỏng đầu tôi lỡ tay rồi mới đi tù không? Ủa, kiếm 1 triệu. Ôi ông cháu ơi. Thôi ơi, ông có được không? Có ông cháu bình định, chú đưa cho ông cháu 1 triệu. Chú chuyển khoản được không? Không, nhanh lên, tiền mặt. Tiền mặt à? Thôi chú chuyển khoản nhá, không có tiền mặt đây, được không? Được. Chuyển 1 triệu nhá. Ôi chú sai, chú xin lỗi nhá. Chú có biết đâu, thế lần trước cái thằng cắt tóc con cháu cắt nhầm thì ông cháu gõ nó bị... Ông cẩn thận nhá, không là tôi cho ông... Rồi, chú chuyển khoản ông cháu nhá. Ok, nhá, ông cháu bình tĩnh nhá. Thôi, mày đừng sang xa ra chú. Đừng lùi xa ra tí. Nhá. Lùi ra tí, chú đi, chú chuyển khoản nhá. Anh lấy máy. Rồi.